Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về các mẫu áo của hiệu MoMA sau. Mẫu thứ nhất, mẫu màu hồng chấm bi. Mình hy vọng rằng video này các bạn sẽ nhìn cận cảnh hơn về cái mẫu áo này. Và không có lo về chất lượng sản phẩm. Hàng này là hàng hiệu chính hãng và nó xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật. Đây là mẫu thứ nhất. Đây là mẫu thứ hai, mẫu màu vàng chanh. Mẫu thứ ba, màu hồng dâu. Các cái thanh phao phía bên trong mình có thể tháo ra được. Mẫu thứ tư, mẫu này dành cho nam. Mẫu thứ năm, các bạn nhìn cận cảnh đường may, độ co giãn của vải. Các cái dòng của MoMA Son này là xuất khẩu trên toàn thế giới, nên các bạn yên tâm rằng là đây là chất lượng của chính hãng, thì mình yên tâm là nó đã được người ta kiểm định chất lượng rồi, được nhà sản xuất kiểm định chất lượng. Đây là mẫu mới dành cho cả nam và lẫn nữ, nhưng mà màu sáng này thì thường dành cho nữ hơn. Đây, mẫu này mặc lên rất là dễ thương. Mỗi sản phẩm nó đều kèm theo mũ. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức về các sản phẩm của hiệu MoMA Son. Cảm ơn các bạn.